Em xin gửi triệu này của chị Trang ở Lưng Đôn Nước Anh gửi cho anh, là anh Phốt. Đây em cảm ơn. Đây vợ chồng em cũng hai mặt hai đứa con em cũng cảm ơn chị Trang có lòng hảo tâm từ thiện giúp đỡ vợ chồng em. Chào quý cô bác và anh chị em. Thì ở video lần trước á, mình có quay cái anh Phố hay chồng anh Phố kéo xe bán vé số kiếm thị đàn hát. Thì có một chị ở bên anh, đó là chị Trang ở Lưng Đôn Nước Anh, đã thấy hoàn cảnh của anh rất là khó khăn và gửi cho mình 1 triệu để đi tặng cho anh. Thì mình sáng mình có điện cho ảnh, thì ảnh nói là ở Trung An, xã Trung An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì mình đã chạy tới đây và tình cờ gặp ảnh ở trong chợ. Mình thấy ảnh đang đàn hát, mình review cho các mọi người nghe ảnh đang đàn hát và cuộc sống ảnh mưu sinh như thế nào nha. Rồi chút xíu mình sẽ trò chuyện, mình tặng quà cho ảnh sau. Cho sơ cô chú anh chị ạ. Con có lệnh là tàu ngọc quân, sao không cho em biết? Anh chỉ sợ đã lắc đầu rồi một tiếng nói rồi mình có mong nói chuyện lòng vòng chỉ gửi buồn cho người kẻ mấy hôm sau anh đi bộ đội em dội chạy xuống con đi rồi em lên châu đốc. Những bữa ngắm nhà đò đi chợ nghe nhà thắm hát có đơn buồn nghe bác nói thứ nào thằng thắng cũng nổi có hồng đó có chồng ở đâu em đợi anh kia giặt áo sống vô sơ cô chú anh chị ơi. Dạ ảnh bán số với con. Bán số. Dạ bán số. Để con muốn tắm đây nhé con. Có dòng nước nào chạy kia trời ngoài đời ơi dòng sông mà nó đi nơi nào
Hát hay không chị? Thấy anh hát hay không? Rồi quá chè mắm khô quá con. Rồi gặp anh hai, anh nói anh bây giờ là thương sinh. Con nói thì nghề là chồng rồi. Chị tới đây lâu chưa? Tới đây cũng mới tới hả? Mới tới ha. Em nãy giờ tính chào ảnh nhưng mà tại vì ảnh thấy ảnh đang đàn hát á. Thôi sẵn kiểu như cho mọi người nghe luôn rồi chút xíu trò chuyện nhanh sau. Dạ rồi. Dạ rồi. Giờ đi bộ đội em dội dạy ra sao hai mặt khóc nước mắt thương chờ ai vừa mở lòng chờ mới đâu ngồi để quên họ buồn không ăn sao chẳng ăn nhớ chơi cô cho anh em. Dạ sao ơi, cô chú anh chị ơi. Con làm trái thưa chạy về tắt cầu. Con sáo qua sông còn sáo đậu.
Dạ chào anh. Dạ. Khỏe anh Phú? Dạ dạ. anh tắt cái lo đi, anh nói chuyện trên lo sợ nó ồn. Em tới nãy giờ rồi nhưng mà thấy anh đàn hát xung quanh chợ này thấy hay quá, em review cho mọi người xem trước. À, em báo cho anh tin vui là mấy cái clip mà hồi Tết em review của anh đó. Dạ. Thì có mấy cái anh chị ở nước ngoài xem mà thấy đáng thương. Và có chị Trang này ở bên London nước Anh đã gửi về 1 triệu cho em để trao tặng cho anh. Thấy dạ. Hoàn cảnh anh tội nghiệp và trao tặng cho anh. Dạ. Để em gửi cho anh. Dạ, sau đây em xin gửi 1 triệu này của chị Trang ở London nước Anh gửi cho anh là anh. Dạ. Anh Phố. Đây đây. Em cảm ơn. Dạ đây đây đây. Dạ, vợ chồng em cũng thay mặt hai đứa con em cũng cảm ơn chị Trang. Dạ. Có lòng hảo tâm từ thiện giúp đỡ vợ chồng em. Dạ. Hồi Tết giờ bán được không anh? Dạ hôm Tết giờ hôm có mùng 3, mùng 4 trở lại thì bán được, mà hôm qua ấy rồi giờ chợ vắng quá. Ủa sao vắng? Vì ta đi mang hết rồi. Chứ vô mùa lúa nữa nè. Ừ, chứ có cái bệnh dịch đó ha. Dạ dạ. Ai cũng không dám ra đường hết á. Chợ sáng giờ bán được không chị? Sáng giờ bán hết chứ. Dạ dạ. Thấy cọc với số còn nhiều quá kìa. Lấy 200 hay 300? 200 à. 200 mà thấy còn cũng nhiều quá ha. Dạ. Rồi lúc trước em nói với anh đó, em hứa sẽ lấy đồ gửi cho anh về bộ đồ đó. Dạ. Em có soạn đây nè. Dạ. Chị. Dạ. Em có bọc không? Có. Em gửi cho anh hai cái áo với cái quần vải. Dạ. Có gì mặc tay dài mới vô. Dạ. Đây, áo mặc tay dài tao đi nắng phải. Dạ. Chị ấy lại giùm em tại trong cái bị của em á, em bỏ vô em quên ship. Dạ. Nãy giờ đi vòng vòng thấy nghe anh hát đờn hay quá anh Phố ơi. Dạ. Cũng giọng trời ông cũng khiến cho mình có cuộc sống mà. Dạ. Bằng cái tạo phương tiện mình sống chứ. Từ Ô Môn anh chạy xuống cái Trung An là bao nhiêu cây số? Cũng mười mấy cây ạ. À. Ủa sao gần quá hả? Em đi đường tắt. Tắt hả? À, em đi thốt nốt cái ủa lòng thông, em đi đường thông gom. À. Thông gom vô mương gõ em chạy qua đây à. Đi à. Cũng gần, nó đỡ tốn xăng. Hồi nãy em thấy cũng có 2-3 người. Anh đàn hát gì vậy nè, rồi bà chị đi bán giấy số ở xa xích bên. À. Cái mấy cô bác cái đồ thấy anh tội nghiệp, người ta tưởng đâu là anh đi ăn xin, anh đàn hát kiếm tiền á, cái người ta bóc tiền người ta cho phải không, nhưng mà dạ. Anh không có lấy phải không, em không có dám nhận. Anh chỉ bán vé số thôi, chỉ lấy đánh đổi đồng tiền bằng mồ hôi. Dạ, đàn hát để mình bán vé số cho người ta thương tình, mua vé số hộ mình. Không dám nhận tiền của bà con bị cho nợ. Dạ dạ, quá tốt rồi. Rồi hai cháu ở nhà. Dạ, hai cháu ở nhà để đi chưa đi học nữa, nghỉ còn nghỉ. Còn nghỉ 2 tuần nữa nha. Dạ. Dạ. Rồi giờ bây giờ anh biết đàn 8 câu năm ai hay là năm sân gì không? Dạ biết. Biết hả? Dạ. Vậy không thôi chút xíu anh đàn tặng cho chị Trang cũng như khán giả một bài nha. Ca luôn không? Thôi khỏi ca đi, sợ ca mệt. Đàn không mùi cũng được rồi. Dạ. Dạ.